Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, một vụ hỗn chiến kinh hoàng đã diễn ra tại tỉnh Long An, khiến cho nhiều người hoảng sợ và gây náo loạn khu vực. Ngày hôm nay, 22 tháng 7, Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng. Các đối tượng khai nhận lý do dẫn đến việc hỗn chiến là vì xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc uống rượu bia. Theo đó, 4 bị can bị khởi tố tội giết người gồm Lê Thành Sang, 18 tuổi, Phan Gia Huy, 18 tuổi, Trần Tuấn Vĩ, 18 tuổi, cùng ngụ tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An và Nguyễn Văn Sỉ, 18 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Khởi tố tội danh gây tội dối trật tự công cộng đối với 3 bị can gồm Lê Công Đây, 37 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, Nguyễn Vũ Điệp, 35 tuổi và Nguyễn Hoàng Tuy Phon, 24 tuổi, cùng ngụ tại xã Thạch Đức, huyện Bến Lức khai nhận với cơ quan điều tra, các đối tượng nói rõ lý do dẫn đến việc hỗn chiến là vì xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc uống rượu bia. Sau đó, các đối tượng xảy ra tranh cãi rồi thách thức hẹn đánh nhau giữa nhóm của đây dẫn đầu với nhóm do điệp dẫn đầu. Và trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đã xác nhận tại xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, hai băng nhóm sử dụng dao tự chế, chĩa tự chế dao lê và hỗn chiến nhau. Hậu quả là hai người tử vong tại chỗ là Huỳnh Hồng Xanh sinh năm 1982 và Trần Tấn Phát sinh năm 1998 cùng ngụ tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.